Bye.
Vâng, xin cảm ơn giọng ca của anh Tây rất là nhiều. Và giờ này liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của chị Bé Năm, sẽ cùng gửi tặng một ca khúc tự chọn cho buổi tiệc trường hôm nay. Xin được trân trọng kính mời giọng ca chị Bé Năm.